đến với video tiếp theo. Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn cây cảnh nghệ thuật được trưng bày trong buổi giao lưu cây cảnh nghệ thuật tại Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Ngày hôm nay 28 tháng 10 2018. Chúng ta cùng đến với tác phẩm xanh của anh Quân, Sơn Đông Sơn Tây. Vâng, và tiếp theo chúng ta cũng đến với một tác phẩm xanh bonsai mini nữa. Đó là cây xanh ôm đá dáng siêu của anh Yến Đức Hùng. Bảo làm từ đâu thì tổ chức lúc cái nhận lần sau mới làm tốt. Vâng, đến với tác phẩm Dành Dành. Đó là cây dành dành dáng trực huyền của anh Phùng Quang Vinh. Chia tay với tác phẩm Dành Dành, chúng ta đến với một tác phẩm hoa giấy. Vâng, tác phẩm hoa giấy qua chia sẻ chúng ta thấy là chủ cây làm rất là kỳ công. Anh đã tạo được những cái tay buông dáng liễu rủ và rất là đẹp. Cái xanh đấy, có cái con xe đấy, đang làm ở đấy. Được, chuyển hết từ ăn
tại bàn này chúng tôi thấy rất nhiều những cái tác phẩm bonsai mini được làm rất là kỳ công, trau chuốt. Đó là những cái tác phẩm Duối của anh Thêm Kim Sơn và của anh Hùng Nông Dân, cũng như là của anh Phùng Quang Vinh. Đây là những tác phẩm bonsai mini có một thời gian các anh làm khá lâu trên chậu nhiều năm nay. Vâng, tác phẩm Rành Rành, dáng làng của Phùng Quang Vinh. Đây là tác phẩm Duối mini, cũng của anh Khuất Trọng Thêm, Kim Sơn Sơn Tây. Rất đẹp. Ồ, cái có phải lộc vừng không? Không. Đây là cây chân chim. Cây chân chim ạ. Ôi trời, hay quá nhỉ. Đây là của Bắc Trường. Của ai? Của Bắc Trường. À, Trường hôm nay mang đến. Rồi rồi, chủ tịch Sơn Tây. Cây chân chim. Vâng, chia tay với dàn bonsai mini, chúng ta cùng đến với tác phẩm tầm nhỏ, đó là tác phẩm Du. Chủ nhân có đặt tên là Rồng Bay. Đó là tác phẩm Du của anh Hùng Quang Vinh. Vâng, đấy là tác phẩm Du dáng Rồng Bay chúng ta vừa với chia sẻ. Chúng ta đến với tác phẩm Xanh. Tác phẩm Xanh của Sơn Cao. Chuyển tác phẩm sang này. Bán nhau nó bán cây bằng cây khế họ mới mua đấy. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với một tác phẩm ổi rất là đặc biệt. Đó là cây ổi của ai gì Hưng ai Thủy à? Thủy bánh mì à? À sao gọi là Thủy bánh mì? Công việc tay trái của mình. À tức là làm bánh mì, sản xuất bánh mì. Vâng. Tôi thấy cái ổi của anh rất đặc biệt. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngay bây giờ. Bóng dáng của tác phẩm ổi ta thật là tuyệt vời. Cái 6 mấy cây.
Đây là phía ngược lại của phần thân bệ tác phẩm Ổi Ta. Thật là nghệ thuật như thế này. Xin bán cái ủi cho cái thằng gì cơ ý? Dạ. Vâng, cây ổi của anh Thủy bánh mì. Cái số điện thoại này anh viết thế nào đây đấy? Cái số này số 8 này là số mấy đây? 8 đấy. Số 8. Tức là 88 à? 88. Vâng. Vâng, tôi phải hỏi lại cho cụ thể. Chứ không là những người khán giả của Đỗ Sinh không đọc được. 0985881156. Vâng. Cụ thể rồi. Đang còn ăn bánh mì. Chia tay với tác phẩm Ổi Ta, chúng ta đến với một bóng dáng của một tác phẩm xanh giá nguyên. Xa quá. Bỏ mẹ cái này. Vâng, đó là tác phẩm xanh trực huyền của Thế Trinh. Tôi nhìn thấy hai anh bê cái cây này để xoay mà tôi cứ tưởng các anh bê ra ô tô để mang về nhà. Hóa ra là chưa phải à? À xoay hướng. Vâng, Đỗ Sinh cũng giới thiệu luôn. À, qua cái cảm nhận của tôi cứ nghĩ là các anh bê ra ô tô bởi vì có một anh đã đúc tiền trong người rồi. À, đây là tác phẩm xanh của ai đấy? À, xanh trực huyền của Thế Trinh. Vâng. Vâng, chúng ta đến với tác phẩm Nguyệt Quế. À, đây là tác phẩm Nguyệt Quế của anh Thanh, thị xã Sơn Tây. Anh em văn võ báo quan đầy đủ hết rồi. Anh em đang giao lưu cây nổ hả? Chiếc nhá. Tiền lắm. Cái đồng á? Đang này đẹp bên nào bên này rồi. Bên trang á? Và bây giờ Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm hoa giấy cũng rất đặc biệt. À, đó là tác phẩm hoa giấy của anh Phùng Quang Vinh. Vâng. Đấy, bạn nào yêu thích thì sẽ liên hệ với mình. Vâng. À, thế anh chính là anh chủ nhân tác phẩm đấy ạ? À vâng, thế trong cái lúc tôi làm chương trình có anh Vinh ở đây luôn. Vâng. À, tôi hỏi nhỏ anh tí. À, nếu mà giao lưu tác phẩm hoa giấy này anh giao lưu giá bao nhiêu? Giao lưu giá 10 triệu. 10 triệu ạ? Vâng, cảm ơn anh nhé. À, chúng ta... thích thì sẽ alo với mình. Vâng, vâng, có số điện thoại của anh Phùng Quang Vinh đây rồi. Quay vòng quanh đi, anh đi. Quay thank you.
Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh cũng xin dừng video này tại đây để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo.